Tuyệt vời. Con tên là gì? Dạ thưa cha, con là Dương Xe Nguyễn Chiến. Nguyễn Chiến, chín mấy tuổi? Dạ, con 10 tuổi. Học lớp mấy? Dạ, con học lớp 5. Rồi, con được ơn gì? Mẹ con được ơn. Rồi, lên thôi. Con chào cha, con chào cộng đoàn. Để thưa cha, con là Maria Lê Thị Thúy. Con ở giáo xứ Văn Đức, quận 9. Thưa cha, con được ba ơn, con xin kể ơn về chồng con. Chồng con là con lấy là đào theo. Đến lúc con cứ cầu nguyện, chồng con nên bộ đội đảng viên. Thế nên con đi lễ toàn cơ cầu nguyện. Mãi lên 27 năm con mới được đi lễ với chồng. Bây giờ chồng con đi lễ đều truyền giáo cho mọi người hay hơn con ạ. Tùy theo một người chồng là đảng viên của đội mà bỏ đạo hay là chưa theo đạo? Dạ, theo mà không có đi tại vì đang đi bận. Theo đạo nhưng mà không đi, rồi bỏ đạo 27 năm, bây giờ đã quay trở về, mà không những quay trở về mà còn hăng say hơn cả những người có đạo gốc nữa để chuyển đạo. Đó là một cái ơn rất lớn thưa chị em. Rồi ơn thứ hai. Con ơn thứ hai là con sanh đứa con gái thứ ba, là con gái con được 8, học lớp 8 thì con gái con 14 tuổi thì con mới Chúa cho con cái thằng bé này. Thì con lúc đó còn 43 tuổi, còn hoang mang lắm. Thì chị em 43 tuổi mà đứa kế tiếp là cách nhau 14 năm thì mới sinh ra được cái thằng con trai này là mấy tuổi? Dạ 10 tuổi. 10 tuổi thưa anh chị em, lúc đó thì chồng con như thế nào và con cảm thấy có sao xuyến như là chui sụp? Dạ lúc đó chồng con buồn lắm, thì con cũng buồn lo mà lo là chồng con nhiều hơn là lo con bỏ. Thế con đi lễ nhà thờ giáo xứ con, còn vô con chưa còn cần 10 phút nữa mới lễ, con vô tưởng nước mẹ hàng tôi giúp con cần nguyện. Thế con lên con xin lễ, con giữ lễ con bình an, con lễ xong con vô con thưa cha xứ con cầu nguyện cho con chứ. Chồng có hai vợ con có bầu mà con lo lắng mà chồng con không có vui. Thế là con xin cha cầu nguyện cho con, thì cha để cha cầu nguyện cho. Thì con chào cha con về, thì cha gọi con một câu nữa là con cứ sống đẹp lòng Chúa, Chúa lo cho con ạ. Cái từ cái chỗ đó là con được ơn, rồi con về là cảm giác như hai vợ cho con là hai vợ chồng con là giống như 25 tuổi có bầu thôi, chứ không phải là 43 mà chồng con là 48. Thế là đến lúc con sanh cái thằng bé này là 2007 là ở bệnh viện Từ Dũ, còn dạ 39 năm chục mà con sanh thường, con nằm bàn đẻ mà con cầu xin Chúa thương xót con. Thế là Chúa cứu con một cách là 180 độ luôn, con đã là đơ luôn rồi, nước miếng từ chảy mà mặt con thì ngoảnh vô vách, con nghĩ là người chết thì mới đi ngoảnh vô vách. Thế là không biết sao mà Chúa thương xót con là cứu con, là sức ở đâu là nó tuôn ra, là con tự sanh là bé này là ra 39 năm chục kỳ. 39 năm chục. Rồi, bên thứ ba. Ừ, thứ ba thì mới đây nhất còn công ty con là có chuẩn bị là giải tỏa giải thể đó, còn là làm được 21 năm mà trong năm 17 là người ta nói là sang năm là về hưu là khó khăn hơn. Thế chồng con cũng nói là đi giám định để về hưu. Thế là con xin công ty giới thiệu cho con đi giám định về hưu. Thưa cha và cộng đoàn, con đi giám định đi qua là vô cái phòng nào con cũng xin Chúa cho con có bệnh, chứ không phải như mọi người ở đây là xin hết bệnh. Thế là Chúa cũng nhầm lời con. Thế là cuối cùng Chúa cho con đủ phần trăm, con đậu được về hưu rồi.
Chắc chú kiếp đầu lắm. Đây, ở đây ai có bệnh như này? Ai có bệnh như này? Rồi, ai có bệnh hết? Đến đây mình xin hết bệnh hay là xin có bệnh? Ai cũng có bệnh và xin hết bệnh. Duy nhất có một người này đi xin Chúa cho con có bệnh. Và Chúa không nhận lời cho có bệnh để được về hưu non, hưu non. Vâng, hưu non để hôm nay lên làm chứng cho Chúa. Cho ta thấy lòng thương xót của Chúa cứ phải chịu đựng con người. Chúa cứ phải sao xuyến trước những cái đủ thứ của con người. Đứa thì xin khỏi bệnh, mà có con ranh để nó bỏ xin cho nó có bệnh thì làm sao đây? Mà Chúa cũng cứ chiều thưa anh chị em. Đây cho gửi tặng cho cái người mà 27 năm bỏ Chúa, 30 năm tuổi đảng, cuốn sách 365 bài giảng rồi. Lấy chồng 27 năm. Lấy chồng 27 năm, bây giờ mới được đi lễ với chồng, thưa anh chị em. Một thời gian rất dài của một người có đạo mà 27 năm không được đi lễ. Vì người chồng không muốn cho đi mà chấp. Vâng, đây là cái máy, rồi đây là cái móc khóa gửi tặng cho anh chồng con nha. Chồng con tên thánh là gì? Dạ, thưa cha Giuse Nguyễn Văn Nam. Rồi đây cho con về, con đưa cái móc khóa này, con cảm mừng bột mạng của Giuse nha. Và hôm nay chúng tôi cũng xin một tràng tay thật lớn để chúc mừng những Giuse. Chúc mừng bột mạng, và ngày mai 19 tháng 3 có thể hôm nay chị em không có đi lễ ở đây được thì chúng tôi xin được chúc mừng. Và xin các bà, các chị nhớ về ngày mai, ai hỏi coi chồng mình hoặc là con trai của mình có ai tin thánh được Giuse, nhớ một lời chúc mừng cho người chồng của mình hay là bố mình hoặc người thân trong gia đình của mình nha. Giuse, một lời chúc, một nụ cười, một ly nước được rồi, đâu cần phải quà cắp to. Đây là món quà tặng cho Giuse, và đây là túi tràng hạt cho con nha. Đây cho chồng luôn, chồng Giuse. Rồi, đây là cuốn sách để cầu nguyện lòng Chúa thương xót nha. Rồi, con ngày mốt lớn có đi tu không? Hai đứa, một đứa mình xin khác nhau rồi, chứ là cho chúng con nha. Rồi.